clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. BFY sẽ tới trường đua Đại Nam cùng bạn bứt phá mọi trải nghiệm. Cơ hội để tận mắt ngắm nhìn VFY, mẫu bán tải thuần điện đầu tiên của VinFast, ngay tại sự kiện trải nghiệm bứt phá mọi giới hạn. Trong suốt thời gian qua, VFY đã và đang thu hút sự quan tâm, chào đón của những người yêu xe tại Việt Nam và quốc tế, gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, phóng khoáng và đột phá. VFY hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho dòng xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Lần đầu tiên, mẫu xe VFY sẽ được trưng bày tại khu vực riêng, bên cạnh những mẫu xe đầy cảm hứng. VinFast VF6, VF7, VF8, VF9. Chi tiết sự kiện, thách thức giới hạn, bứt phá mọi trải nghiệm tại trường đua Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đăng ký tham gia sự kiện tại đây. Cùng chiêm ngưỡng và tận tay cảm nhận siêu phẩm VFY tại trường đua Đại Nam vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2024 này. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.